Hello cho mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Mobile. Là ngày 24 tháng 11 năm 2021, em lại tiếp tục lên sóng giới thiệu cho mọi người những sản phẩm mà em đang có tại cửa hàng nhà em trong ngày hôm nay mọi người nhé. Mọi người liên hệ mua hàng cho em qua số điện thoại Zalo là 0979 622 994 và 0358 479 029, địa chỉ cửa hàng ở 133 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội mọi người nhé. Mọi người ai chưa bấm đăng ký kênh thì ủng hộ em bằng cách bấm đăng ký kênh để nhận được những video mà em đăng mới nhất hàng ngày. Ok, bây giờ em sẽ giới thiệu luôn những chạy cũ mà em có cho video ngày hôm nay, và em có ship hàng toàn quốc cho người ở xa mọi người nhé. Mọi người không ở xa thì em có ship hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán. Rồi bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn những chạy mà em có trong video ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu dòng sản phẩm Note 10 Plus 5G. Hiện nay Note 10 Plus 5G thì cũng có rất là nhiều ở trên thị trường với rất là nhiều mức giá khác nhau mọi người nhé. Thì tổng thể thì ở đây thì Note 10 Plus thì nó sẽ có 3 loại hàng. Đó chính là hàng A cộng này, hàng A, A trừ và B, B cộng. Đó, tức là tùy theo cái ABC thôi. Hàng A cộng sẽ là hàng đẹp nhất, có như là hàng sẽ đẹp keng, không xước xát gì mọi người nhé. Thì hàng A cộng thì em vẫn bán là 9,2 triệu. Thì hiện tại là hàng A cộng thì em đang hết hàng rồi. Thì đợt này thì em lấy hàng A trừ thì nó có sức phẩy nhẹ và giá của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều mọi người nhé. Đây, hiện tại em đang có trên tay đây thì có 3 màu, đó là màu đen, màu đa sắc và màu trắng. Máy thì là hàng A trừ, cho nên là hình thức thì cũng được trên 90%, nó không được 99%, nhưng nó cũng phải được 97-98 mọi người nhé. Đấy, mọi người xem qua cái viền cho em này, viền tổng thể đẹp nhá. Đấy, không xước sâu này, cũng không cấn móc luôn. Đấy, cả đằng trước đằng sau luôn mọi người nhé. Đó. Nói sơ qua về cái dòng Note 10 Plus 5G này. Note 10 Plus 5G này xuất xứ là máy Hàn Quốc mọi người nhé. Được trang bị cái cấu hình là chip Exynos 9825, cũng như là trang bị một cái RAM 12, bộ nhớ 256GB. Con này nó cải tiến hơn con S10 5G, đó chính là cái RAM 12. Và con này thì lắp được thẻ nhớ ngoài, cũng như là có thể nâng cấp được lên 2 SIM. Hiện tại thì là phiên bản này phiên bản 1 SIM. Mọi người cần là dùng 2 SIM thì em sẽ hỗ trợ mọi người nâng cấp lên bản 2 SIM mọi người nhé. Thì mọi người dùng trực tiếp được 2 SIM trên chiếc máy này. Bọn em nâng cấp phần mềm thôi, chứ không động chạm gì đến phần cứng, cũng không tháo xẻ máy con này ra mọi người nhé. Đảm bảo bên em bán hàng thì là máy nguyên zin, nguyên áp suất, email trùng với nắp lưng. Đó. Rồi ok, con Note 10 Plus 5G này thì nó sẽ to hơn con S10 5G ở cái màn hình. Đó chính là màn hình rộng 6,8 inch, sử dụng công nghệ là Dynamic AMOLED, còn gọi là QHD cộng. Đấy, con màn này thì thực ra là xem phim cũng như là trải nghiệm rất là mượt mà mọi người nhé. Bây giờ thì em sẽ trải nghiệm qua con Note 10 Plus 5G này để cho mọi người thấy sâu hơn về nó mọi người nhé. Đây, đằng sau lưng thì là cụm camera, nó thiết kế khác cái dòng S15G thì nằm ngang đây, nó thì là nằm dọc mọi người nhé. Đó, cụm camera này, ba mắt camera rất là đẹp luôn. Cái dòng Note này thì nó sẽ có bút S Pen mọi người nhé. Bút S Pen này thì nó sẽ có một cái chức năng là điều khiển từ xa. Mọi người bấm chụp ảnh cũng như là chuyển bài hát cũng là rất là hay. Mọi người về mọi người tìm hiểu thêm về cái chiếc bút S Pen này nhé. Đấy, bút S Pen này. Trên con Note 10 Plus 5G này thì nó sẽ bỏ đi jack tai 3.5 rồi. Nó sẽ tích hợp tai nghe vào trong cái jack Type-C này mọi người nhé. Ở đằng dưới này thì có giải loa ngoài và mic thôi. Con này thì được trang bị loa kép, nghe nhạc thì cực kỳ là to luôn mọi người nhé. Bây giờ em sẽ kết nối wifi. Đấy, máy thì em nhập nguyên zin nguyên bản hết từ bên Hàn về, thì nó còn nguyên tiếng Hàn luôn. Thường thường thì em bán cho khách thì em sẽ đổi về tiếng Việt, cũng như là xóa bớt những cái app mà không cần thiết từ bên kia đi, để cho mọi người dùng nó đỡ nặng máy, cũng như là nhìn nó gọn gàng hơn mọi người nhé. Đây, tổng thể thì em cho mọi người xem qua về cái cấu hình của Note 10 Plus 5G. RAM 12 và bộ nhớ 256GB. Màn hình cực kỳ đẹp luôn mọi người nhé. Màn hình đẹp không ngả mố một chút nào luôn. Đấy, màn hình có cong nhẹ hai bên sườn mọi người nhé. Cầm rất là đẳng cấp luôn. Thiết kế từ xưa của dòng Note thì thường thường là màn hình cong và màn hình dạng là OLED. Đó, Note 10 cộng 5G. Bây giờ thì em sẽ trải nghiệm qua cái camera của nó này. Camera rất là đẹp luôn mọi người nhé. Đấy, độ room cũng như là độ mượt mà. Đấy, cam này, cam trước mọi người nhé,
Đấy, em mở góc rộng này, góc hẹp, nó có hai góc. Con này thì có bảo mật là bảo mật vân tay siêu âm ở trên màn hình và bảo mật khuôn mặt mọi người nhá, có hai kiểu bảo mật. Đây, bảo mật khuôn mặt và bảo mật vân tay. Cái vân tay thì mọi người thiết lập thì là mọi người phải cài một cái màn hình, cài một cái mở khóa mọi người nhá. Đó. Đây, khi nào nó bắt đầu quét bằng phần giữa của đầu ngón tay thì mọi người nhìn thấy cái này, mọi người đặt xuống đây. Nó rung một cái, nó lên phần trăm thì mọi người nhả ra, mọi người lại chấm tiếp. Đó, 18 này. Đó, chấm khi nào đến 100% thì nó sẽ hoàn thành. Mọi người tắt máy đi và mở bằng vân tay bình thường mọi người nhé. Đấy. Pin con này thì pin 4300 mAh. Rồi, bây giờ em sẽ kiểm thử cái âm thanh của con nút 10 Bluetooth 5G này mọi người nhé. Thì em sẽ chỉ mở nhạc không lời thôi, bởi vì mở nhạc có lời thì nó sẽ dính bản quyền. Nhạc không lời. Đó, giải la kép màn hình. Đấy, cái loa mọi người nghe âm thanh rất là to chưa? Cái màn hình này mọi người khi sự người xem phim ấy, mọi người muốn phun ra thì mọi người kéo như này giúp em nhé. Đó. Công nghệ màn hình của Samsung thì bây giờ vẫn là một cái công nghệ đi đầu mọi người nhé. Cái màn hình Samsung này nó còn được trang bị, nó được sản xuất luôn cho cả iPhone 13, 12 Pro Max. Em mời nhé. Màn hình của iPhone còn được đặt ở Samsung làm mọi người luôn nhé. Đấy. Sản phẩm nút 10 Bluetooth này hiện tại bên em thì đang có 3 màu, đó là màu đa sắc, màu trắng và màu đen. Và em đang bán với giá là 8.600.000 đồng mọi người nhé. Chỉ với 8.600.000 đồng thôi. Máy thì nói chung là đẹp, có khi đẹp hơn cả máy người ta đang bán là 8.800.000 mọi người nhé. Đấy. Máy 8.800.000 nó thật đấy mọi người, cầm nó đây so khi không bằng làm anh của em. Đấy mọi người nhá. Đấy, màu trắng này. Màu đen này. Màu đen này. Đó mọi người nhá. Tổng thể ok này. Thường thường ấy, một cái nữa là nhiều khi là người ta bán, người ta không bao giờ test áp suất cho khách hàng xem. Nhưng mà bên em thì em sẵn sàng, em test áp suất cho mọi người coi mọi người nhá. Đây mọi người nhìn này, barometer này đang ở 23 nhá. Đấy, em tìm màn hình này. Đó, thay đổi luôn áp suất mọi người nhá. Đó, chính là cái máy của em đang còn nguyên áp suất, mọi người công nhận không ạ? Đó, ok chưa mọi người? Nốt 10 Bluetooth 5G. Đấy, con này màu trắng này. Màu trắng mọi người nhá. Màu đen này. Đấy, màu đen này. Máy em bán ra thì em tặng mọi người sạc cáp zin hỗ trợ sạc nhanh này, rồi là dán màn hình PPF, tặng ốp lưng cho mọi người nhá. Mọi người chỉ việc dùng thôi, về không phải mua thêm cái gì cả. Bảo hành 5 tháng, lỗi 1 được 1 trong tháng đầu, cũng như là bảo hành phần cứng trong 4 tháng tiếp theo, tân tật luôn. Ok cho mọi người. Đó, vừa rồi là sản phẩm Note 10 Bluetooth 5G. Em giới thiệu có sơ hơn một chút, bởi vì là hôm nay em nhập cái sang cái hàng A này thì nó không được keng leng keng hẳn và nó vẫn đẹp. Đấy, em giới thiệu cho mọi người để mọi người biết rõ hơn. Mọi người mua hàng thì cứ liên hệ cho em qua Zalo là 0979 622 994. Đấy, mọi người nhá. Tiếp tục thì em sẽ giới thiệu sang một dòng sản phẩm nữa, đó chính là dòng sản phẩm S10 5G. Dòng sản phẩm S10 5G thì bên em hiện tại là đang còn hai màu, đang còn duy nhất hai màu và đang khuyến mại mọi người với giá tốt hơn là 6.150.000 đồng mọi người nhé. Em còn hai màu, màu vàng và màu đen. Sản phẩm S10 5G này thì được trang bị cấu hình là RAM 8, bộ nhớ 256 và cũng như là trang bị một SIM mạng 5G mọi người nhé. Con S10 5G này thì pin cực kỳ trâu, pin 4500 mAh và cũng được trang bị một cái màn hình là QHD cộng, màn hình gọi là màn hình Dynamic mọi người nhé. Con này màn hình rộng 6.7 inch, nó sẽ nhỏ hơn cái con Note 10 cộng Plus một chút và nói chung là nó cái phần trăm mà nhỏ hơn thì nó không nhiều mọi người nhé. S10 5G bên em bán hàng thì cam kết mọi người là sản phẩm nguyên zin nguyên bản, email trùng nắp lưng và cũng như là áp suất đầy đủ mọi người nhé. Đấy, màn hình sáng đẹp mọi người nhìn nhá, barometer này. Đấy, mọi người nhìn chưa, đang từ 23 này, 24 này, nhảy lên 27, 26 nhá. Con này này, 23 này, 24 này. Đấy, sản phẩm em bán ra thì em bao cho mọi người là nguyên zin nguyên bản cũng như là áp suất đầy đủ luôn. Đấy, mọi người nhìn màn trắng phao luôn mọi người nhá. Kính cũng đẹp luôn này.
Đó, kính đẹp mọi người nhá. Đây em chưa thèm lau đi mọi người nhá. Đấy, tổng thể viền này, đẹp leng keng sáng beng luôn. Nhiều chiếc thì đang còn ly lông ở viền cho nên là bóc ra nó sẽ đẹp leng keng mọi người nhá. Nói chung ấy, hàng S10 5G này cũng thế, rất là nhiều sản phẩm trên thị trường. Nó có hàng A A này, A trừ này, B B trừ, B cộng các kiểu ấy. Nhưng mà hàng của em đây, nó là hàng A cộng. Mọi người nhìn nhá. Nó là hàng kịch nhất rồi, nó hàng đẹp nhất nhưng mọi người nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Hai màu. Sản phẩm S10 5G này em review lại mọi người nhé. Nó có cổng 3.5 để mọi người tiện lợi này, nghe nhạc qua tai nghe đang sẵn có và cũng như là cắm ra jack âm ly, nghe nó rất tiện, chứ không phải là nó còn mỗi một cổng Type-C này đâu. Đấy, cổng Type-C hỗ trợ sạc nhanh thì con nào cũng có rồi này. Đấy, loa ngoài thì cũng được trang bị là loa kép luôn, phát một lúc hai loa. Nghe âm thanh thì cực kỳ chất luôn mọi người nhá. Con này thì cũng được trang bị mở bằng khuôn mặt và cũng mở bằng vân tay siêu âm ở trên màn hình như con Note 10 Plus 5G thôi. Đấy. Đây thì em xem con nào kết nối wifi để mở thử nhạc cho mọi người nghe nhá. Đấy, em có hai màu, màu đen và màu vàng mọi người nhá. Hôm nay thì em bán là 6 triệu 150 nghìn đồng, bảo hành 5 tháng, lối 1 đổi 1 trong tháng đầu. Đó, ưu tiên luôn mọi người nhá. Dán màn hình đầy đủ luôn. Nhạc không lời. Người loa nghe cực kỳ hay luôn nhá, loa nghe cực phê. Rồi em test thử chụp ảnh này. Đấy, chụp ảnh con S10 5G cực đỉnh luôn mọi người nhá. Quay phim 4K các kiểu không thua kém gì Note 10 Plus, nhưng mà nó rẻ hơn Note 10 Plus những sao là 6 triệu, con kia là 8 triệu, những 2 triệu hơn cơ mọi người nhá. Đó, S10 5G. Đó, em quay cho mọi người xem rồi mọi người nhá. Đảm bảo mọi người là em quay video như nào, khi nào mọi người nhận hàng mọi người so sánh như vậy, không đúng mọi người trả lại em trả lại mọi người tiền cọc cũng như là không thèm lấy ship của mọi người luôn. Đấy, một khi mà đã nói chuẩn là phải chuẩn, còn nếu mà không chuẩn thì phải trả lại người ta tiền, thế thôi. Rồi, tiếp tục thì em giới thiệu sang một dòng sản phẩm nữa. Đó chính là con Note 10 nhỏ, đốm nhẹ này. Note 10 nhỏ mọi người nhá, màu đỏ. Con này thì trang bị 3 mắt camera, nó cũng như con Note 10 Plus thôi, nhưng mà nó là Note 10 nhỏ thì nó nhỏ hơn con Note 10 Plus một chút này. Đây em cầm em so sánh. Hai con đi xì nhau chả khác gì nhau này. Mỗi tội là nhỏ hơn này. Đấy, ai thích nhỏ thì dùng nhỏ đúng mọi người nhá. Con này thì bản công ty 2 SIM nên là nó sẽ dùng được 2 SIM và chính hãng Việt Nam luôn mọi người nhá. Đấy, Note 10 nhỏ chính hãng Việt Nam này. Con này được trang bị là RAM 8 và bộ nhớ 256, RAM 8 và 256 này. Màn hình thì đẹp không ám ố nhưng mà bị đốm một tí tí ở góc này mọi người nhá. Kính trước đẹp, vân tay siêu âm ở trên màn hình. Camera cũng đẹp, camera này nó chung luôn với con Note 10 Plus luôn mọi người nhá. Cũng chạy chip là Exynos 9825. Nói chung là mọi công nghệ nó sẽ bằng cái con Note 10 Plus 5G này luôn mọi người nhá. Mọi công nghệ nó sẽ như nhau cả nhưng mà nó thì phiên bản nhỏ hơn. Máy màu đỏ này, có sức sát nhẹ bên ngoài. Đó. Nó mười nhỏ đốm nhẹ này thì hôm nay em bán cho mọi người là 5 triệu 2 nhá. 5 triệu 2 này, đốm nhỏ li ti thôi, bảo hành 5 tháng, lỡ 1 thì 1 trong tháng đầu. Cũng như là tặng sạc cáp đầy đủ, giá màn hình, ốp lưng. Đấy mọi người nhá, máy đỏ nhưng mọi người ốp lưng này vào. Thì nói chung là nó chả ai biết được, con trai con gái dùng vô tư hết mọi người nhá. Nó mười nhỏ duy nhất một chiếc này bản chính hãng 2 SIM. Đó, em bán là 5 triệu 2, người yêu thích thì alo cho em sớm nhất để đặt hàng mọi người nhá. Tiếp tục thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu sang dòng sản phẩm là LG V50. LG V50 thì hiện nay máy A cộng thì bên em còn sẵn khoảng độ 7 đến 10 chiếc thôi mọi người nha, cũng không còn nhiều. Đó, A cộng thì V50 thì cũng không còn nhiều đâu. Cái dòng sản phẩm V50 này thì em giới thiệu qua cho mọi người nhé. Chip Snap 855, RAM 6, bộ nhớ 128, màn hình là sử dụng công nghệ là 2K cộng, rất là nét. Nói chung trong tầm giá hơn 3 triệu ấy, khó chiếc máy nào có thể qua được con máy V50 này. Đây mọi người nhá, viền viết đẹp này. Đó. Em bán toàn 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 dạng máy siêu phẩm luôn nhưng không phải là chuyện đùa mọi người nhá. Ôi trời chết. Đây từ từ cái khăn này nó hơi bẩn. Đây. Máy lau đi. Leng keng luôn mọi người nhá. Cái lắp lưng thì nó hơi dễ bám vân tay một chút thì em lau đi nó đã sạch rồi. Đấy, nó có mạng 5G này và 3 mắt camera sau, vân tay rất là nhạy mọi người nhá. Mở khuôn mặt các thứ cũng ok luôn. Máy thì đảm bảo mọi người là nguyên zin nguyên bản 100%, màn hình đẹp không ám ố. Màn hình rộng 6.5 inch mọi người nhá. Đấy mọi người nhìn màn trắng bốp luôn này. Camera này. Đấy, góc rộng góc hẹp. LG này thì nhất là âm thanh hay này, cam chụp rất là sướng mọi người nhá.
cùng cái tầm tiền này thì nói chung là khó có con nào mà qua được con LG V50 mọi người nhá. Đấy, V50 AA cộng thì em bán là 3.750.000 đồng, tặng sạc cáp LG Zin, dán màn hình cho mọi người, bảo hành 5 tháng, lối 1 đổi 1 trong 1 tháng đầu mọi người nhá. Đấy, cho mọi người xem qua này, còn cũng khoảng độ 7 đến 10 con thôi, không còn nhiều. Mọi người nhanh tay đặt hàng để sử dụng mọi người nhá. Từ nay đến Tết thì em nghĩ là cái dòng V50 này nó còn lên cao nữa và cũng không còn hàng nhiều để bán đâu. Nên là mọi người mọi người tranh thủ mua đi nhá. Áp suất đầy đủ luôn mọi người nhá. Bao mà cho mọi người là máy nguyên zin, màn hình đẹp không ám ố. Đó. V50 mọi người nhá. Đấy, vừa rồi là em giới thiệu máy AA cộng, máy đẹp thì em bán là 3.750.000, bảo hành là 5 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong tháng đầu, cũng như là dán màn hình, tặng sạc cáp zin. Thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu sang V50 máy nó phẩy mọi người nhá. V50 máy nó phẩy thì ở đây thì em có xem nào. Một con là 3.2 triệu, 3.2 triệu thì đây nó có những cái vết xước này, đây bằng 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, nói chung là nó có những vết xước như vậy. Còn đâu là màn hình đẹp không ám ố mọi người nhá. RAM 6 của như 128. Đấy mọi người nhìn này, viền viết cũng đẹp luôn nhá, không cấn móp sâu, không cấn móp nặng luôn. Con này em bán là 3.2 triệu thôi. Con này 3.2 triệu thì em có ghi đây là con số 4 mọi người nhá. Đó. LG 50 phẩy. Nói chung là máy thì bao zin hết cho mọi người, nó chỉ sức lưng cho ai không cần đẹp và cần máy chất lượng thì em để cho mọi người luôn. Chứ em không bao giờ em mua những con máy xấu về mà em con máy xước về mà em đi em thay lưng lại để đẹp để bán giá đẹp, không có mọi người nhá. Đó, em ăn 3.2 triệu thôi. Con đầu tiên là 3.2 triệu nhá. Con thứ hai này. Con thứ hai là 3.3 triệu. 3.3 triệu thì con này thì lưng nó cũng có một cái vết xước ở đây. Nó một vết xước đấy thôi mọi người nhá. Đó, còn đâu là viền bóng loáng này, mọi người nhìn viền cho em nhé, viền bóng loáng luôn. Đấy, mọi chức năng này, màn hình đẹp keng luôn. Ok cho mọi người. Con số 5, con số 5 là 3.3 triệu nhá. Con này thì máy nó của khách rồi nhá. Con này máy của khách rồi. Quên mất thôi, có hai con như vậy thôi. Còn đâu là máy phẩy thì em còn nhiều nhá. Mọi người yêu thích sản phẩm nào thì cứ gọi cho em bảo là ví dụ mọi người cần V50, bảo là em anh cần tầm giá V50 khoảng độ 3.3 triệu, 3.4 triệu, 3.5 triệu thì cứ gọi cho em sắp xếp cho một con nhá. Đủ thể loại luôn cho mọi người nhá. Tiếp tục từ giờ thì em sẽ giới thiệu sang sản phẩm mà nó có giá trị nhỏ hơn một chút, thì là em sẽ giới thiệu con S7S này. S7S con này bản Hàn thì đã được lên 2 SIM rồi, cho nên là nó dùng được 2 SIM mọi người nhá. Màn hình đẹp không ám ố này, máy màu đen này. Đó. Hình thức con này thì còn được khoảng 95-97%, máy thì 3 nguyên zin hết mọi người nhá. Máy màu đen S7S thì thường là bản đặc biệt thì nó sẽ là RAM 4 và bộ nhớ 128 này. Đây con này 128GB mọi người nhá. S7S này, màn hình cong. Đó, cho những ai mà đang còn yêu thích cái dòng S7S này, S7S giờ thì nó vẫn cam mọi người nhìn trong rất là trong luôn mọi người nhá. Cặp trước cặp sau đẹp keng smeng luôn. Đó, 2 SIM, RAM 4, bộ nhớ 128. Con này thì em để cho mọi người với giá là 2.400.000 đồng nhá. 2.4 triệu thôi, bảo hành cho mọi người trong vòng là 4 tháng. Lỗi 1 đổi 1 cũng như là tặng dán màn hình cho mọi người, sạc cáp zin hỗ trợ sạc nhanh nhá. Tiếp tục thì em sẽ giới thiệu sang con S9 Plus. S9 Plus bản Nhật thì em còn duy nhất một chiếc này thôi. Hình thức thì còn khoảng 95%. Đó, con S9 Plus này sử dụng cổng sạc Type-C này, dắt tai nghe 3.5 mọi người nhá. Là bản Nhật cho nên là nó sẽ dùng cái con chip là Snapdragon. Đó, sẽ trâu hơn những cái dòng bản Nhật hoặc là bản Hàn rất là nhiều. Đấy, màn hình đẹp không bị ám ố, cắm trước cắm sau ok mọi người nhá. Con này thì cũng được trang bị màn hình 2K rồi. Đấy, con này thì có vân tay, cảm biến bóng mắt đầy đủ luôn, cắm sau cắm kép. Đó, ok cho mọi người. S9 Plus còn rất một chiếc này thì em bán cho mọi người là 3.700.000 đồng nhá. Bán 3.7 triệu thôi, bảo hành trong vòng 4 tháng, tặng sạc cáp đầy đủ luôn, dán màn hình cho mọi người nhá. Tiếp theo thì em có một dòng sản phẩm nữa, đó chính là con Nokia 7.2. Rồi, sản phẩm Nokia 7.2 ngày hôm nay thì em có đây. Máy thì nguyên zin full book luôn mọi người nhá. Hình thức thì còn cũng còn được 90%. Đó, dòng Nokia 7.2 nó thiết kế mới lại rồi. Cái camera hình tròn này, ở đây có 3 mắt, đèn flash nhá, vân tay đằng sau lưng. Viền viết của con này thì cũng đẹp luôn, cũng không cấn móp, không xước sát gì. Con này thì cổng sạc Type-C rồi mọi người nhá. Hai SIM hai sóng. Nokia 7.2 con này thì đang còn full book luôn mọi người nhá. Đấy, Nokia 7.2 full book mà còn có cả sạc trong này luôn.
Có sạc Nokia vào trong này luôn mọi người nhé, sạc zin luôn. Đấy, em đọc qua con Nokia 7.2 đây này. Con này thì là màn hình 6.3 inch nhá. À, chip Snap này 660. Đấy, Qualcomm Snap, ok chưa mọi người? Đấy. Để em xem nào. Nokia 7.2 màn 6.3. Đó, nói chung là mọi người mà yêu thích Nokia ấy thì mua con này cực kỳ hợp lý này. Con này cũng có sử dụng 4G đầy đủ hết mọi người nhá. Đấy, Nokia 7.2. Từ ngày xưa Nokia thì cũng là một dòng sản phẩm rất là nhiều người yêu thích rồi. Đấy, không lạ lẫm gì mọi người nhá. Đấy, giới thiệu điện thoại này, Nokia 7.2. Con này thì là RAM 4 bộ nhớ 64. RAM 4 bộ nhớ 64 GB mọi người nhá. Đấy, cắm trước cắm sau đẹp này, rất là đẹp luôn. Màn hình 6.3 mua về cho các cháu học online này, hoặc là cho dùng cho ông bà cha mẹ dùng thì cực kỳ hợp lý luôn. Dòng châu bò mọi người nhá. Điện thoại của bạn chưa lắp thẻ SIM. Cái dòng Nokia này bây giờ nó không như ngày xưa mà nó dùng hệ điều hành Windows, bây giờ nó sử dụng Android rồi. Nên là dùng tải các thứ không bao giờ hạn chế gì luôn mọi người nhá. Con Nokia 7.2 máy con rất đẹp và full book là còn cả sạc cáp zin. Thì em bán cho mọi người với giá là 2.100.000 đồng, bảo hành trong vòng là 5 tháng, lối 1 ở 100 tháng đầu, cũng như là tặng sạc đi kèm của nó luôn mọi người nha. Nokia 7.2 duy nhất một con thôi, mọi người yêu thích thì nhanh tay luôn nha, cho em xin phép được đặt hàng. Tiếp tục thì em có xong sản phẩm J7 Plus. J7 Plus thì hôm nay cũng có một con, vỏ nó không được đẹp. Đấy, máy màn hình thì cũng màn hình thay màn hình cao cấp rồi. Được thay màn hình cao cấp nhất mọi người nha. RAM là RAM 4, bộ nhớ 32 GB, vân tay đầy đủ luôn. Con này thì nó là dòng nâng cấp của con J7 Pro mọi người nha. Đó, màn hình gần như là màn hình đắt nhất có thể rồi. J7 cộng có một con này thôi thì em bán là 1.300.000 đồng mọi người nha. 1.300.000 đồng. Con này thì nó đẹp hơn con hôm qua một chút thì em bán là 1.300.000 này. Mọi người yêu thích thì alo cho em sớm nhất để hàng nha. Để em xem còn con nào không để giới thiệu nốt nào. À, còn con Note 9 màu hồng. Đấy, Note 9 màu hồng đã được lên 2 SIM rồi, màn hình đẹp không ám ố, RAM 6 bộ nhớ 128 GB. Con này thì viền thì có xước sát này, viền có xước sát này, lưng thì cũng có xước sát nhẹ thì dán đề can rồi. Con này thì em đang bán là 4.700.000 đồng mọi người nhá. 4.700.000 đồng. Đó, cũng bảo hành cho mọi người 3 nguyên zin và bảo hành 5 tháng, lối 1 được 100 tháng đầu. Ok, bây giờ là em đã giới thiệu xong những sản phẩm em có trong video ngày hôm nay. Mọi người yêu thích sản phẩm nào thì mọi người alo cho em qua Zalo là 0979 622 994. Còn số điện thoại liên lạc thường xuyên là 0358 479029 mọi người nhá. Đó, mọi người ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để ủng hộ em, cũng như là bấm chuông để không bỏ lỡ video mà em đăng hàng ngày, nó sẽ thông báo về máy cho mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.